Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cái cách mình phân tích từ khóa, rồi dùng từ khóa này để sử dụng cho các cái từ khóa trong viết bài hoặc là chèn vào trong cái YouTube chẳng hạn. Thì trước tiên chúng ta vào trong cái công cụ gọi là công cụ Google AdWords của Google, và sau đó chúng ta chọn vô cái phần công cụ và chọn phần công cụ lập kế hoạch từ khóa. Sau đó chúng ta chờ cho cái website Google download dữ liệu. Trong cái phần tìm kiếm từ khóa thì chúng ta sẽ đánh vào cái từ khóa cần đánh giá vào đây. Thí dụ như ta muốn tìm cái từ khóa là kinh doanh online thì chúng ta nhập vào trong đây kinh doanh online. Tiếp đến chúng ta chọn vào trong cái mục là lấy ý tưởng. Thì chúng ta thấy rằng là với cái từ khóa kinh doanh online thì nhóm ý tưởng quảng cáo thì nó gồm có 190.010 lần tìm kiếm. Như vậy thì mình ở đây là số lượng tìm kiếm trong tháng 1 2016, đây là khá nhiều. Nhưng cái chúng ta quan tâm là chúng ta quan tâm cái ý tưởng của từ khóa chứ không có quan tâm tới cái nhóm quảng cáo. Thì chúng ta chọn vô trong cái phần gọi là ý tưởng từ khóa đó. Trong ý tưởng từ khóa này thì cái lượng tìm kiếm của kinh doanh online cũng khá nhiều. Lượng tìm kiếm của từ kinh doanh online này là 12.100 lượt tìm kiếm ở trên Google. Số lượng này là khá lớn. Kế tiếp đó thì chúng ta có thể tải cái file từ khóa này về, nó gồm 367 từ khóa và chúng ta lưu nó về máy tính. Chúng ta thực hiện mở cái file từ khóa này lên. Chúng ta cân chỉnh nội dung lại cho nó phù hợp, cho nó dễ nhìn. Cái chúng ta quan tâm là cái lượt tìm kiếm. Lượt tìm kiếm chúng ta thực hiện cái việc gọi là sort, tức là sắp xếp lại theo cái thứ tự là từ cao đến thấp số lượng tìm kiếm. Thì chúng ta thấy là riêng về cái từ kinh doanh online thì số lượng tìm kiếm là 33.100, cái từ kiếm tiền online nó số lượng tìm kiếm là 22.200 chẳng hạn. Thì chúng ta có thể lựa chọn những cái nhóm từ khóa mà có cái lượt tìm kiếm cao này để thực hiện cái công việc SEO từ khóa cho mình. Chúng ta có thể xóa cái cột tiền tệ này cho nó gọn để chúng ta đối xứng cho nó dễ. Đó. Từ kinh doanh là 33.100 lượt tìm kiếm. Kinh doanh online cũng là 12.100 chẳng hạn. Vân vân. Thì bây giờ chúng ta chọn cái nhóm từ khóa này. Chúng ta bấm chuột phải, chúng ta copy. Chúng ta mở một cái file Excel mới. Chúng ta mở một cái file Excel trống. Rồi chúng ta dán vào cái nhóm từ khóa mà chúng ta vừa copy cái file tải từ Google về. Chúng ta bấm dán vào đây. Bấm dán. Bây giờ cái vấn đề đặt ra là chúng ta làm sao chúng ta thêm các cái dấu phẩy đằng sau của mỗi cái chữ từ khóa này. Thí dụ như từ kinh doanh rồi phẩy cái, rồi kiếm tiền online phẩy cái, kinh doanh gì phẩy cái, vân vân. Để làm được cái này thì chúng ta dùng cái thuật toán của Excel. Chúng ta làm như sau. Chúng ta đưa chuột vào trong cái cột cột B, gọi thế gọi là B1. Tại vì nãy chúng ta dán dữ liệu và nằm ở bên cái cột A rồi, thì bây giờ chúng ta đưa chuột vào bên cái cột B mà ngay cái dòng đầu tiên luôn, gọi là B1. Chúng ta đánh dấu bằng và chúng ta đánh thạch lít để chọn vào A1. Sau đó chúng ta đánh cái chữ biểu tượng của chữ và ở trên bàn phím. Chúng ta đánh tiếp là về dấu nháy, nháy đôi.
chúng ta đánh dấu phẩy, chúng ta đánh dấu nháy và bấm enter. Như vậy thì cái từ khóa kinh doanh đã được thêm dấu phẩy vào cuối cái chữ kinh doanh rồi, mà chúng ta kéo xuống để nó copy toàn bộ các cái công thức. Như vậy chúng ta thấy là tất cả những từ khóa ở cột A nó giờ nó không có cái dấu phẩy của ở cuối từ. Thì bây giờ bên kinh doanh, bên cái cột kế bên này, chúng ta sau khi áp dụng công thức thì nó đã có một dấu phẩy ở cuối cái từng dòng. Thì cái này là rất là tiện lợi cho cái việc chúng ta copy cái dòng này, chúng ta chèn các cái từ khóa này vào trong cái các cái đám mây từ khóa trong website hoặc là trong YouTube chẳng hạn. Thì cái phần này chúng tôi sẽ giới thiệu sau, nhưng mà chúng ta đã làm được cái vấn đề là chèn các cái dấu phẩy vào sau các cái từ khóa. Còn công dụng nó thì để những cái video kế tiếp tôi sẽ đưa ra những cái ví dụ cụ thể hơn để cho các bạn có thể thực hiện thao tác nhanh hơn. Xin chào các bạn và chúc các bạn thực hiện thành công.